và ký cởi ống tay áo của nàng ra theo cánh tay trắng nọn đem một ngọn đuốc nhanh chóng đốt cháy cảm giác tê dại thế nhưng vẫn không thể khiến phong phi duyệt thanh tĩnh ngược lại toàn thân trong nháy mắt giống như bị buộc thật chặt như mũi tên nằm trên dây cung lệ khí toàn thân căng thẳng cực hạn sống mũi kiên định cứ nghĩ vô tình nhìn qua động tác càng lúc càng lớn gan phi duyệt dương tay chống đỡ trước lòng ngực cô giả kiết quan thượng vết thương của người đang chảy máu. Hơi thở bên tay tuy có rối loạn, nhưng không mất khống chế. Tay hắn lôi kéo phi duyệt không buông, ngón tay cái, từng chút mơn trấn bàn tay của nàng. Duyệt nhi, tay của nàng bị làm sao vậy? Dưới vết máu khô khốc là một vết dài còn mới lưu lại sau đợt huấn luyện kia. Quân ẩn dự trù mọi chuyện, Duy lại quên mất đôi tay này. Nhìn giả mặt chăm chú của cô giả kiết, Phi Duyệt khẽ xí chặt tay, giữ lấy ngón tay còn chưa thu về của hắn hoàng thượng khoảng thời gian duyệt nhi mất tích kia đã nhớ không rõ ràng lắm lúc mơ hồ hình như đã làm việc gì đó cực khổ lý do như vậy cũng bị chính mình tự bịa ra khóe miệng nàng lơ đãng miếm lại một tia sáng từ hốc mắt tràn ra vậy còn nhớ là cái nào đã bắt nàng đi không cô giả kiết buông tay ra cánh tay già ôm lên eo của nàng cái cầm tự nhiên tựa lên xương quai xanh của Phong Phi Duyệt. Đột nhiên trở nên thân mật, khiến nàng cực kỳ khó chịu, nhưng chỉ có thể căng cứng người không dám động đậy. Thần thiếp không nhớ rõ, lúc đó bị bịt mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Nam nhân này quá mức nguy hiểm, đôi đồng tử kia càng thêm sắc bén vô cùng. Từng câu từng chữ, nàng đều phải suy xét cẩn thận rồi mới dám nói ra khỏi miệng. Chỉ sợ sơ ý một cái liền bị bắt trúng nhược điểm. cô giả kiết giống như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái. Hoàng hậu của trẫm cũng dám cướp. Nếu có một ngày rơi vào tay trẫm nhất định băm dầm hắn thành trăm mảnh vì nàng giải hận. Ngữ điệu của hắn, cảm giác em dựa đến nỗi như mây trắng mơn trấn trong lòng. Nhưng Phong Phi Duyệt không cảm nhận được dù chỉ là một chút ấm áp. Ngược lại, chỉ thấy một hồi khát máu chi dị đang từ từ lan tràn đã phản bội trọng kết cục đều như nhau bàn tay phải của hắn kề sát đầu tóc của nàng chậm rãi rút nhẹ năm ngón tay từng chút lướt qua sợi tóc phong phi duyệt đôi con ngươi màu hổ phách cực kỳ bình thản ưu nhã hơi thở lạnh lẽo nàng rõ ràng cảm giác thấy một hồi khác thường giá mặt hành động của cô giả kiết như vậy tuyệt đối không phải là cưng chiều dưới bàn tay lực đạo như vậy nàng không thể không quen thuộc là sát khí Khoảng thời gian huấn luyện kia Quân ẩn trước tiên dạy nàng chính là Làm thế nào nhìn mặt nói chuyện Mà trong đó Phải làm sao thông qua hơi thở của đối phương Nắm được sát khí Đó chính là cửa thứ nhất Không để lại dấu vết lui người Phi Duyệt đi tới bên cạnh Cầm băng giải đã chuẩn bị xong Trở lại bên cạnh cô giả kiết Hoàng thượng Thần thiếp băng bó vết thương cho người Để các hay xuống bên cạnh Thấy hắn đã nằm xuống Phi Duyệt dương hai tay, kéo giả áo trước ngực hắn ra hai bên. Lòng ngực cường tráng, không có chút thịt dư. Trên da thịt màu mật ong, đem long bào kéo xuống bả dai cô giả kiết. Ở nơi xương quai xanh, hấp dẫn hữu lực. Một đạo vết thương màu đỏ sậm, đột ngột hiện ra ngay trước mắt. May mà vết thương không sâu, chỗ ám sắc đã bắt đầu kết dậy. Chỉ động một chút, máu liền chảy ra. Phi Duyệt cầm lấy cao dược bên cạnh, trước tiên rửa sạch vết thương, mà cô giả kiết vẫn nằm ở trên giường một chân cong lên, một chân khác tùy ý gác ở bên cạnh. Băng giải quấn trên cánh tay vừa mới cuộn được một dòng, bên ngoài liền truyền đến tiếng thái giám truyền báo. Hoàng thượng! Chuyện gì? Cô giả kiết nhắm chặt hai mắt, lười biến lên tiếng. Minh Hoàng Quý Phi ở Đức Minh Cung nhất định đòi gặp Hoàng thượng. Thái giám đứng ngoài điện dài dặt đáp lời. Không gặp Cô giả kiết lạnh lùng cười tuyệt Cứ để tự nàng ta ầm ý Thái giám quảng sợ đến mức Chỉ đành ngậm miệng Đứng canh giữ ngoài điện không dám nhúc nhích Hoàng thượng Đức Huệ Phi chết rồi Phi duyệt đem băng giải Cầm trong tay quấn lên khuy tay cô giả kiết Hai đầu gối quỳ xuống cạnh hắn Nhìn cánh tay tinh trắng khoáng dần sưng lên Trong mắt tất cả đều là màu trắng băng lạnh Nàng nói gì Cô giả kiết khẽ mở mắt đôi con người như lan hổ không chớp mắt nhìn nàng chầm chập thằng thiếp nói đức huệ phi chết rồi ngữ khí hoàn toàn thờ ơ lãnh đạm phi duyệt lấy cây kéo trên giường đem băng vải quấn quanh cắt đứt cô giả kiết thật lâu không có lên tiếng một lúc sau chống thân người dậy tiến tới trước mặt nàng duyệt nhi có biết đức huệ phi này tại sao lại bị đưa vào lãnh cung không là gì liên quan tới thần thiếp là gì liên quan tới thần thiếp lúc trước từ trong lời nói của minh hoàng quý phi phi duyệt liền đoán chừng không thoát khỏi liên can với quân duyệt cô giả kiếp ngồi thẳng người tầm mắt lướt qua đỉnh đầu của nàng rơi lên trên góc cửa sổ đằng xa phi duyệt theo tầm mắt của hắn xoay đầu lại cố định vào một chỗ nhìn thấy chậu hoa lan kia không hương thơm ưu nhã tươi ngát thanh nhạc cô giả kiết đứng dậy cởi áo khoác rơi đến thắt lưng ra phi duyệt đứng lên theo đến kệ tủ cầm lấy y phục trên đó hầu hạ hắn thay đồ ngủ có liên quan đến hoa qua lan kia hoa lan này là nước ngoại quốc tiến cống một chậu chính là ở phượng liễm cung của hoàng hậu trời sinh nó không thể chào vào nước nhưng đức quệ phi kia không hiểu sấy tay một cái liền lấy đi nửa cái mạng của nó Cô giả kiết nhìn cô gái trước mặt, hai tay cầm lấy bàn tay phi duyệt đang thắt đai lưng mình. Không cần buộc. Áo ngủ tản ra hai bên, lộ ra cơ bụng rõ ràng cùng với lòng ngực màu mật ong. Phi duyệt khẽ cho mày, trên mặt lại có chút ửng hồng. Hoàng thượng, chỉ vì chuyện này. Duyệt nhi đây là đang nghi ngờ trẫm Ngón tay thon dài chiếm lấy cái cầm của nàng, nâng lên đối diện với mình. Hoàng hậu quá thật đã quên rồi. Lúc trước chính là nàng hô khóc nhất quyết đoại trẫm trưa đức quệ phi nhốt vào lãnh cung ánh mắt vẫn lưu lại nơi chậu hoa lan kia da mặt phi duyệt ngơ ngác lắc đầu thần thiết, thật đã quên rồi chỉ là một chậu hoa lan không có sinh mạng à xem ra quân duyệt quả nhiên không hổ danh là nữ nhi quân gia rõ ràng là nàng cảm thấy bàn tay cô giả kiết nâng lấy cầm của mình mạnh thêm mấy phần hai má mỏi như căng trướng đau nhất sau một khắc thân thể liền bị đẩy một cái nơi mắt cá chân bị dấp phi duyệt không kịp chuẩn bị sau lưng ngã lên trên mặt giường nàng thật sự là duyệt nhi trên mặt cô giả kiết không nhìn ra chút manh mối phi duyệt vừa muốn ngồi dậy liền bị hắn một phát bắt lấy mắt cá chân đem nửa người nắm trong lòng bàn tay quan thượng nàng kinh hô hai tay chống đỡ nâng nửa người trên dậy duyệt nhi của trẫm làm sao có thể cái gì cũng được quên hết cả. Trong ngữ điệu của cô giả kiết, như có tiếc hận, như có nghi ngẫm, lại cô độc, không có lo ngại. Trẫm chỉ cần xem thử, trên chân của nàng có thứ đó không, thì có thể biết suốt cuộc nàng có đúng là hoàng hậu hay không. Năm ngón tay thon dài, nắm thật chặt mắt cá chân của Phong Phi Duyệt, lại buông ra dài phần. Lặp đi, lặp lại, mà người trên giường đã sớm chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, âm thầm tự trấn định. Phi Duyệt cánh chặt sang ngà, đây giống như là một cuộc chiến tâm lý, người nào kiên trì đến cuối cùng, người đó liền thắng. Hoàng thượng, thân thể của thần thiếp, người tất nhiên là quen thuộc nhất rồi. Cô giả ký phía trên đã dương tay đem giày theo của nàng cởi xuống, ném vào một bên. Bàn tay nóng rực, theo y phục đi tới bắp chân của nàng. Chẳng lẽ trên người quân duyệt này thật sự có vết bớt gì đó Phi duyệt khẽ công chân rụt lại mấy phần duyệt nhi nàng đang sợ khóe miệng tà ác theo động tác trên tay nam tử tùy ý kéo ra vị tôn dương này nhất định sẽ không dễ dàng tin lời người khác nói nếu không thể làm hắn tin tưởng những ngày kế tiếp mình chắc hẳn khó mà qua được phi duyệt chợt nhớ lại trước khi mình vào cung Mama ở quân phủ đã sớm đem hết toàn thân nàng từ trên xuống dưới kiểm tra một lần rồi. Bây giờ nghĩ lại, Quân ẩn quả nhiên là không để lại chút sơ hở, đến điều này cũng đều đã nghĩ tới. Ý thức được điểm này, nàng cũng không còn gì phải sợ nữa. Hoàng thượng, trên chân Duyệt Nhi làm gì có thứ gì, chẳng lẽ là chính Hoàng thượng đã nhớ nhầm. Chương 22 Ba người cùng dường nữ nhân của trẫm trẫm còn có thể nhớ lầm sao một tay cô giả kiết đột ngột siết chặt đem thân thể của nàng nâng lên mấy phần còn muốn chối cãi sao nói rốt cuộc nàng là ai phi duyệt nhìn đáy mắt bình thản của hắn thần sắc kia rõ ràng là đã chắc chắn hoàng thượng thần thiếp không hiểu thật không hiểu đôi đồng tử dưới mày kiếm của cô giả kiết phát sáng rực rỡ. Hắn đem chân của phi duyệt quấn quanh thắt lưng của mình, từ từ cúi người xuống. Ánh mắt hai người giao nhau như quả quan điện thạch, đang âm thầm phát nổ gian dội. Thần thiếp, thật không hiểu. Phi duyệt cắn răng một cái, liều chết không thừa nhận. Được. Cô giả kiết âm hiểm nhất miệng, bàn tay theo lời nói rơi xuống, thăm dò vào trong ống quần của nàng. Dưới lòng bàn tay là da thịt trắng mịn của người con gái, theo đầu gối một đường thẳng lên trên, bất ngờ ấn mạnh lên một chỗ nào đó. Phi Duyệt trợn tròn mắt hạnh, chỉ thấy bàn tay kia nóng đến mức cả người nàng cũng sắp bị thiêu cháy. Hoàng thượng, thế nào? À, một tiếng cười khẽ bật ra khỏi miệng, cô giả kiết nhân thể nằm xuống cạnh nàng. Duyệt nhi của trẫm không hề thay đổi. Tận lực thả nhà ngữ điệu lại mơ hồ hàm chứa ý gì căm giận hắn còn chưa chơi đủ tất nhiên cũng không dội thu lưới để ta vào ta muốn gặp hoàng thượng vừa nghe thanh âm kia phi dược liền nhớ tới minh hoàng quý phi gặp phải trong lãnh cung nương nương người không thể vào thái giám canh giữ ngoài điện thật bị làm khó chỉ đành ra sức ngăn cản mắt chó của ngươi mù phải không trong bụng của bổn cung đang mang long tử đại hoàng tử của quyền triều một kẻ nô tài như ngươi lại dám cản đường của bổn cung. Lúc nói chuyện, cô gái nâng cao cái bụng nhô lên, đối mặt tên thái giám kia. Ngươi có tránh ra hay không? Nhìn cái bụng của Minh Hoàng Quý Phi, hắn quả thật có chút lo sợ. Cái này... Tránh ra! Quý Phi hoàn toàn mất tính nhẫn nại, xông thẳng lên phía trước. Phi Duyệt nghe thấy động tĩnh lập tức từ trên giường ngồi bật dậy, vừa mới che đi cảnh tượng dưới y phục liền trông thấy minh hoàng quý phi tiến vào tấm điện lớn như vậy chỉ thấy cô giả kiết toàn thân một bộ đồ ngủ màu vàng tươi chỗ trước vạt áo như có như không hiển lộ lồng ngực to rộng bên trong mà cô gái bên cạnh quần áo lại xốc xích mất trật tự lộ rõ như thế ái muội hoàng thượng minh hoàng quý phi nũng nịu tiến lên thanh âm mềm mại đến nỗi có thể chảy ra nước một mình Minh Nhi ở Đức Minh Cung không dám nghỉ ngơi. À, cô già kiết đứng dậy, cái cô gái đến gần ngồi lên trên chân mình, một tay vòng ra phía sau. Trẫm không phải đã tăng thêm thị vệ ở Đức Minh Cung rồi sao? Lá gan từ khi nào trở nên nhỏ như vậy? Minh Hoàng Quý Phi nghe vậy, khẽ cong khóe miệng nhỏ nhắn xinh đẹp. Hoàng thượng, người không biết à, vào lúc canh ba nửa đêm, Hài tử sẽ luôn đá thần thiếp, làm hại thần thiếp mấy ngày liên tiếp, cũng không có được một giấc ngủ an ổn. Bàn tay nhỏ nhắn đánh bạo, dòng ra sâu cổ cô giả kiết. Ừ, cái này người chưa từng mang thai, làm sao biết thần thiếp khổ sở thế nào chứ? Ánh mắt kia phát thảo một cái, lại thẳng hướng phi duyệt mà tới. Cô giả kiết thấy thế ngón tay thon dài khẽ vuốt qua bên gò má nàng ta hoàng thượng ngay cả một thái giám canh cửa cũng gây khó dễ với thần thiếp thần thiếp sao hắn chọc giận ái phi rồi cô giả kiết nhắc lời nàng ta một tay khẽ nâng mái tóc đen đặt ở trong tay vuốt da thần thiếp chỉ là cảm thấy ngay cả một tên thái giám nho nhỏ cũng không thèm để thần thiếp vào mắt vậy sau này... Người đâu? Lại một lần nữa, cô giả kiết tiếp lời. Lôi tình thái giám vừa rồi ra ngoài chém. Dạ. Thì về bên ngoài tiếp lệnh, không chút do dự nhấc tình thái giám kia lên, một đường ném ra khỏi tẩm cung của hoàng đế. Hoàng thượng tha mạng, minh hoàng quý phi tha mạng. Từng tiếng cầu xin tha thứ càng lúc càng bị kéo ra xa, Cô gái trên đùi ngay ngốc một hồi, liền im lặng không dám lên tiếng. Phi Duyệt nhìn hai người thân mật, chỉ là xoay mặt đi. Minh Hoàng Quý Phi hơn trách một tiếng. Tuyệt đối không phải vì muốn tính mạng tên thái giám kia. Chỉ là nàng ta đối với cô giả kiết còn chưa hiểu rõ. Người nam nhân này tàn nhẫn thô bạo. Rốt cuộc là nàng ta đoán chưa tới. Hoàng thượng, thần thiếp cáo lui trước. Phi Duyệt không coi ai ra gì đứng dậy, công gối hành lễ. Duyệt Nhi, tối nay nàng không cần trở về Phượng Liễm Cung, cứ ở lại tẩm điện của trẫm đi. Trước mắt cô giả kiết tối sầm lại, lúc này mới đem tầm mắt rơi lên trên người nàng. Mà Minh Hoàng Quý Phi ngồi trên chân hắn lại là giả mặt xám quét, tay kia cũng chầm chậm rụt lại. Phi Duyệt đứng tại chỗ không nói lời nào, chỉ thấy cô giả kiết nắm tay cô gái nhấc lên, giữ trong lòng bàn tay vuốt da qua lại. Ai phi, tối nay nàng cũng không cần trở lại Đức Minh Cung. Thật sao, Hoàng thượng? Minh Hoàng Quý Phi giật mình kinh ngạc, trong lời nói bộc lộ rõ ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Cô già kiết nhếch khóe miệng, kéo ý cười. Dương rồng của trẫm còn không chứa được ba người sao? Trong ngữ khí lười biến, một hồi ý dị sắc dục nhanh chóng lan tràn. Phi duyệt quả thật quá kinh hại, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn hắn chầm chầm. Minh Hoàng Quý Phi lại không có chút biểu hiện khác thường nào, giống như đã sớm quen rồi. Vậy, thần thiếp muốn ngủ phía trong. Được. Cô già kiết ở bên eo nàng ta dỗ nhẹ. Tự mình cởi áo. Tạ quan thượng. Mừng rỡ từ trên chân hắn đứng dậy, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng cởi nút y phục, ý cười trong mắt nam tử càng lúc càng sâu hơn chớp mắt trên người minh hoàng quý phi chỉ còn lại chiếc áo yếm thủy sắc cùng chiếc quần trong đơn bạc phi duyệt khôn người thỉnh cầu hoàng thượng xin cho phép thần thiếp trở về phượng liễm cung có làm, có làm hay, hay không, không chứ chứ ba, ba người, người ngủ, ngủ một giường nam, nam nhân này, này thật, thật đủ, đủ. trẫm không cho phép giọng điệu độc tài theo động tác cô giả kiết đứng dậy mà truyền đến tai nạn hoàng hậu cảm muốn chính là một hoàng hậu biết nghe lời mà làm như lúc trước. Một câu nói mang theo đầy tràn cảnh cáo, nếu không phải đôi đồng tử mờ mịt kia quá sâu, phi duyệt suýt chút nữa cho rằng vị hoàng đế này đã biết được tất cả. Minh Hoàng Quý Phi bên cạnh đã ngoan ngoãn lên giường, kéo chăn gấm che đầy thân thể, mở to đôi mắt nhìn hai người. Phi Duyệt liếc mắt, nhìn tới chiếc giường rồng cực lớn màu vàng tươi kia, trong lòng loạn thêm mấy phần. Hoàng hậu Thân sắc cô giả kiết biểu lộ giả mất kiên nhẫn, gian rộng hai tay. Thay y phục cho đẫm Nàng ngước mắt nhìn thẳng đối diện hắn, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt thành quyền, rồi buông ra, tiến lên. Tay mềm rơi lên trên vai của hắn, từng cái liền đem kiện độ ngủ trên người hắn cởi ra. Dời tầm mắt sang chỗ khác, cô giả kiết nằm thẳng lên giường rồng. Duyệt nhi Không, Không phải chỉ phải là, là ngủ tôi 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 sao sao? Tôi Phi Duyệt đi tới trước giường, giữ nguyên y phục nằm ở phía ngoài. Cô giả kiết cũng không làm khó nữa. Minh Hoàng Quý Phi kề sát tiếng lên, tựa đầu lên cánh tay dài của hắn, một tay ôm lấy tắt lưng vững chạy của hắn. Từ thế kỳ quá như vậy, khiến cả người Phong Phi Duyệt đều mất tự nhiên, thân thể co rút thành một đoàn, nằm ở một bên. May mà, cô giả kiết thấy nàng đã ngủ rồi, liền xoay mặt hướng sang cô gái bên trong. Sau lưng một hồi lâu không hề có động tĩnh Phi Duyệt lúc này mới âm thầm thở ra một hơi, từ từ khép mi mắt. Bên tai, tỉnh thoảng truyền đến tiếng cô gái cười khe khẽ, thanh âm mập mờ bị ngăn cách ở ngoài tai, nàng ngủ cũng được thoải mái. Qua hồi lâu, lúc Phi Duyệt đang ngủ say cực kỳ, bên tai đột nhiên truyền đến một hồi xáo động, dành tay mềm mịn giống như bị cái gì đó ngậm lấy. Một hơi thở xa lạ nhanh chóng áp tới gần, mà ngang hông lại bị siết chặt không thể động đậy đôi mắt xinh đẹp khẽ mở, khóe mắt, một khỏa lệ nốt ruồi đoạt mệnh tuyệt mỹ. Cảm tính nhảy bén được huấn luyện mà thành, khiến nàng nhanh chóng bật dậy. Quỷ tay trái bất ngờ đánh ra phía sau, lộn ngựa một cái, tung một cước, đạp vào bên trong. Ừ. Cô gia kiết tuyệt đối không ngờ rằng nàng sẽ có phản ứng như vậy. Một kích kia vừa dặn rơi lên trên vết thương của hắn. Máu tươi, theo băng giải màu trắng chậm rãi chảy xuống. Phi Duyệt bừng tỉnh ngồi trên giường, đó chẳng qua chỉ là phản ứng trong lúc ngái ngủ mơ mơ màng màng. Nhưng không ngờ. À, hoàng thượng. Sau lưng, Minh Hoàng Quý Phi giá mặt đầy thống khổ, thân sắc kinh hãi hai tay gắt gao che bụng của mình. Hoàng... Chương 23 Phạt nhục Phi Duyệt theo tiếng thét chói tay của nàng ta nhìn lại Chỉ thấy Minh Hoàng Quý Phi đầu đầy mồ hôi vẻ mặt kinh quản Co rút bên trong không ngừng cơ hô Mà nam tử ở giữa sắc mặt lại âm trầm Đồ con người khiến người ta kinh hãi kia Bị tóc dài che kính vài phần Lại càng phát ra lễ khí mười phần Trên da thịt màu đồng cổ Quấn quanh một dòng giải trắng Từng chút nhiễm đỏ Phi Duyệt tuyệt đối không ngờ mình sẽ có phản ứng như vậy Một tháng huấn luyện nếu không phải do thủ đoạn huấn luyện chết người kia của quân ẩn. Nàng sao lại có được khả năng nhạy cảm như vậy? Trong lòng áo não một hồi, xem ra biết võ công vốn cũng không phải là chuyện tốt. Hoàng thượng, hoàng thượng tứ tội, thần thiếp đáng chết. Hoàng thượng, cô giả kiết xoay người, giương tay kéo Minh Hoàng Quý Phi sang. Sao vậy? Hoàng thượng, bụng của thần thiếp đau quá hoàng hậu một cướp vừa rồi của hoàng hậu đã, đá lên trên bụng thần thiếp nàng ta run rẩy từ đầu trên vai cô giả kiếp. mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo tóc mai hai bên chảy xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo tóc mai hai bên chảy xuống cái gì phi duyệt nhíu đôi mày thanh tú cho dù mình là đang ngủ mơ mơ màng màng nhưng phản ứng nhất thời kia làm sao lại chuẩn xác như vậy liền tới lên người đại hoàng tử quyên triêu. hoàng hậu nàng thật to gan một tiếng gầm thét truyền đến cô gia kiết dù thô bạo tàn nhẫn đối với đứa trẻ này thế nhưng lại hết sức xem trọng khí thế lãnh liệt đánh dục tới toàn thân phi duyệt bị một chưởng đánh ngã xuống giường bả dài bên trái sầm một tiếng đến cả xương quai xanh cũng bị đánh xuyên ừ. nàng nhịn đau trước mắt choáng váng không thôi Mọi thứ xung quanh dần dần mơ hồ, ý thức từ từ thoát ly. Một loại cảm giác tứ cố vô thân đem kiên cường phong phi duyệt khó khăn lắm mới tạo nên được, đánh cho tan rã. <laughs> Ngẹn ngào một tiếng, cô gái như thủy như mưa đó là người thân duy nhất của nàng. Người đâu? Truyền ngữ y! Cô già kiết để Minh Hoàng Quý Phi nằm trên giường, đứng thẳng dậy, nhặt đồ ngủ rơi bên cạnh lên đi tới trước người phong phi duyệt thân thể ban đầu đang nằm sấp, lúc nghe thấy tiếng bước chân, liền dùng tay phải khó khăn chống người dậy, hai đầu gối sượt qua mặt đất lạnh như băng, muốn đứng lên. Quỳ xuống cho trẫm. Cô Gia kiết lạnh lùng liếc nhìn, thân ảnh cao lớn bị chao đèn quyết sắc chiếu đến phát ra kiều diễm, bao lấy cả nửa người nàng. Phi Duyệt chỉ cảm thấy nơi cỏ họng lẻn lên một hồi tinh ngọt, dương tay nhẹ lao, quả nhiên một dệt máu đỏ sậm, thở ra một hơi, liều mạng muốn đứng lên. Nhưng cô giả kiết lại dương một chân ra, một cước dẫm lên trên đầu gối của nàng. Đem thân thể nàng vất giả mới chống đỡ dậy được, nặng nề đạp xuống. Bịch, hai đầu gối vô lực cứng ngắt. Phong Phi Duyệt không giữ được trọng tâm, đưa tay ra nắm phải chân hắn. Hoàng hậu, dòng tưởng lấy quật cường của nàng tới ngộ ngược với trẫm trẫm muốn chính là thần phục. Cô giả kiết nhìn cô gái phía dưới, dưới chân dùng lực một cái, đem thân thể của nàng hất ra. Hắn truy cứu không phải là một cước của Phong Phi Duyệt có rơi lên bụng Minh Hoàng Quý Phi hay không, mà là mượn chuyện này cảnh cáo, để nàng hiểu rõ hoàng hậu mà hắn muốn phải là như thế nào. Quân gia nắm giữ một nửa quyền lực giang sơn, hắn quyết sẽ không nể quá quá hỏng, mà trước giờ cũng chưa từng đánh trận không nắm chắc phần thắng. Thân thể Phi Duyệt bị hất ngã rơi trở về mặt đất, nơi xương quai xanh giống như là bị bé gãy lần nữa, gai xương bén nhọn, khắc vào da thịt non mịn. Quỳ xuống cho trẫm. Cô già kiết một lần nữa lạnh lùng mở miệng, hung hiểm trên mặt, sớm đã mất đi phần cưng chiều khi ở trước mặt người khác kia. Khuất nhục, đánh tới đến tận cùng. Minh Hoàng Quý Phi trên giường hai tay đỡ bụng, kêu hô không ngừng. Nhưng mà, từ góc độ Phi Duyệt nhìn lại, khóe miệng nàng ta nâng lên, rõ ràng là tràn đầy ý cười đùa cợt, thỏa mãn, cần cái gì có cái đó. Hoàng thượng, ngự y sao còn chưa đến? Thần thiết sắp đau chết rồi. Cái quỳ này, phi duyệt biết mình tránh không được. Ý gì trong mắt cô giả kiết, nàng cũng nhìn thấu mấy phần. Đánh cũng không đánh lại hắn, trốn cũng trốn không thoát. Mặc dù quay trở lại làm hoàng hậu, cũng là không quyền không thế. Nhìn giả mặt đắc ý của Minh Hoàng Quý Phi, việc Duyệt dùng mình đứng dậy, dùng hai đầu gối nâng cao cả thân thể. Cái quỳ này, nàng âm thầm ghi nhớ. Cái quỳ này, nàng muốn dùng máu thịt thân xác đối phương đòi lại. Cái quỳ này, đem nhân từ thiện lương còn sót lại của nàng, quỳ đến sạch sạch, sẻ sẻ. Thái hậu hai cung giá lầm. Theo một hồi tiếng bước chân quyên náo truyền đến, tiếng Minh Hoàng Quý Phi kêu đau càng phát ra lớn hơn. Dẫn đầu là một người y trẻ tuổi nho nhã, trên vai sách theo một cái hộp thuốc. Tham kiến hoàng thượng, minh hoàng quý phi. Tâm mắt ngự y thoáng qua, rơi lên trên người phong phi duyệt đang chịu phạt. Thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Minh nhi! Đồng thái hậu theo sát phía sau, luống cuốn dội dã đến quên hết trang dung tiểu hoàng tôn của ta đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cô mẫu cô mẫu minh hoàng quý phi dương tay trên mặt đã tí tách nước mắt còn đứng đó làm gì phía sau tay thái hậu trầm lặng không nói gì liếc nhìn tên ngự y kêu một cái tầm mắt hướng sang cô giả kiết hoàng đế minh nhi nó đang mang lông chủng trong người con lại còn truyền nó thị tẩm. Khí chất ung dung hoa quý, mang theo vài phần mạnh mẽ dọa người. Cô giả kiết cùng tay Thái Hậu đối mắt, ngữ khí, không chịu yếu thế. Tây Thái Hậu, thân thể minh hoàng quý phi đầy, trẫm hiểu hơn người. Hắn cư nhiên mở miệng gọi không phải là mẫu phi hay là mẫu hậu, mà bất quá là tay Thái Hậu tầm thường nhất. Bàn tay mang theo chỉ sáo dài nhọn, cung hăng siết chặt trong lòng bàn tay. Đôi con người của tay Thái Hậu vẫn trong trẻo như cũ, xoay mình sinh ra mấy phần trầm thống, nhiều hơn còn lại là bất đắc dĩ. Bóng Hoàng thượng, Thái Hậu, Minh Hoàng Quý Phi cũng không bị thương nặng, Long tử trong bụng rất khang kiện. Người y thu tay lại, đứng dậy lui sang một bên. Mình nhì à, còn phải cẩn thận nha, trong bụng đó là cốt nhục của hoàng đế không thể lơ là đồng thái hậu lặp lại hết lần này tới lần khác trong lòng vẫn còn sợ hãi cô mẫu minh nhi đã khiến mọi người lo lắng giả mặt khôn khéo đưa tay rơi lên trên bụng mình đây là hài tử của hoàng thượng minh nhi nhất định sẽ không để nó gặp chuyện không may từ đầu đến cuối đám người dường như đã quên mất phi duyệt quỳ một bên nàng ngẩng đầu thật cao cho dù là quỳ cũng không cho phép mình cúi đầu. Nhìn quanh căn phòng ấm áp, cô độc, lại kéo xuống một mình mình. Lúc ở thời hiện đại, nàng đã nếm qua người ấm lòng lạnh, không ngờ rằng đến dị giới càng sâu. Ánh nến mờ ảo, một cho đèn nhỏ thấp sáng, khắc lên ô cửa tinh xảo. Tìa sáng chiếu rọi thân ảnh kiên nghị của cô gái. Ngọn đèn trên cột trụ lưu đồng, khắc nạm vàng rồng, đem vật trí bài biện trong phòng toàn bộ soi rọi dưới ánh sáng từng dệt, từng dệt rơi vào sau lưng phi duyệt, giống như là muốn đem phần lưng ưỡng cao của nàng đè cong. Nàng thế nhưng lại kiên định, ngoan cường đem mỗi một phân lạnh lẽo trong mắt người khác thu hết vào trong lòng. Qua hồi lâu, tay Thái Hậu mới mở miệng nói. Được rồi, nếu mình nhì không có việc gì, cũng nên về thôi. Đồng Thái Hậu đi cùng nghe vậy, không yên lòng dặn dò mấy câu, liền đứng dậy theo xoay người, lúc đi ngang qua bên cạnh cô giả kiết, còn người tay thái hậu nhấc một cái, nhìn về phía phong phi duyệt. Hoàng đế, chơi trò ba người, thật sự sẽ làm tổn hại thân thể đây. Ảm đạm trong mắt, theo một cái chớp mắt lúc bà ta nhấc chân bước đi mà bị chôn dùi, cô giả kiết nghe vậy, chỉ là dung tay áo trở lại bên giường. Hoàng thượng, hoàng thượng, Thanh âm nũng nịu từ người phía sau truyền đến. Minh Hoàng Quý Phi dương tay bắt lấy tay áo của hắn, lầy lầy mấy cái. Cô giả kiết phía trước lại là mắt đứt tai ngơ, hai mắt gắt gao chiếm lấy thân ảnh phong phi duyệt. Kiêu ngạo như vậy, ẩn nhẫn như vậy. Thốt nhiên, nam tử trên giường bất ngờ đứng dậy, là Minh Hoàng Quý Phi sau lưng giật nảy mình, dội giả rút tay lại. Hắn từng bước, từng bước ép sát. Phi duyệt ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, trong khoảnh khắc kia, ánh mắt hai người thế nhưng lại giống hệt nhau, giống như đều là bị dứt bỏ, gian nan chỉ có thể dựa vào chính mình tiếp tục sống. Hắn là hoàng đế, đôi con người lại băng lạnh, tĩnh mịch như vậy, mà nàng là quý di chi hậu, như cũ một thân lãnh đạm, thế gian còn lưu sót lại, không lệ thuộc vào bất kỳ kẻ nào. Chương 24 Thử thuốc Bà già đau đớn đã bắt đầu chết lặng Cảm giác giống như đem cả cánh tay của nàng tháo xuống Hai đầu gối lạnh buốt Làm nổi bật một thân đơn bạc Phi duyệt mở to hai mắt Không hề chớp Cô giả kiết nhẹ nhàng dời người bước tới trước mặt nàng Chậm chậm ngồi xổm xuống Thân thể tinh tráng kề lại gần Năm ngón tay thon dài giữ cầm nàng Nàng là quân cờ của kẻ nào? Một câu nói bình thường nhưng ngữ khí rất cay độc, càng mang theo đồng quy du tận quyết tiệt. Từ sau khi Thái hậu hai cung xuất hiện, ẩn nhẫn trong mắt cô giả kiết đã không tự chủ hiển lộ mấy phần. Cái loại cảm giác đè nén quá lâu đó, ngay lập tức tán ra trước mắt Phong Phi Duyệt. Nhìn vào đôi mắt trong gieo như nước của cô gái, trong trẻo thấu triệt, phản phất như người ngoài cuộc, đáy lòng cô giả kiết giọt lên một tia tức giận vô hạn thu hết đau thương trong đáy mắt nàng vào mắt hắn đứng dậy lạnh lùng mở miệng ra bên ngoài quỳ dạ quang thượng rõ ràng là nên hàng mọn khom gối vì sao còn muốn lưu lại một thân kiên cường phi duyệt nhất nửa người trên cứng đờ lên quỳ quá lâu cho nên lúc đứng dậy cả thân thể ngã ra sau một bước dài một tay chống đỡ mép bàn nằm ngón tay dùng sức cắm thật sâu, lúc này mới ổn định gót chân, đợi đến khi choáng dáng trước mắt hoàn toàn tản đi mới không chút do dự đi ra ngoài điện. Một thân áo choàng đỏ thẫm đã thêm vài phần nhăn nhúm, phi duyệt nhất cao làng váy, ngay cả tư thế bước đi cũng có vài phần lão đảo. Ngẩng đầu, nhìn ánh trăng cao cao trên bầu trời, người con gái chỉ là nhà công khóe miệng, trút bỏ hoàn toàn lộng lẫy rực rỡ. Cô giả kiết đứng phía sau, lần đầu tiên nhìn bóng lưng của nàng. Cung trang kiều diễm trên mặt đất, chen chút phía sau. Phi Duyệt đi ra khỏi đại điện, giữa ánh mắt khó hiểu của hai nha hoàng trước cửa, quỳ xuống một cái, quỳ ngay tại đó, cửa chính tẩm điện của hoàng đế. Nương nương! Bên cạnh, nha hoàng cũng quỳ xuống theo, cũng đem thân thể nằm rạp xuống đất. Phi Duyệt hai mắt chẳng gợn chút sóng nước, xuyên qua dãy đại điện ấm áp, xuyên qua ánh mắt sớm đắc ý của Hoàng Quý Phi dưới màn tơ minh hoàng, rơi lên trên một khoảng hư không mờ mịt. Quỳ rất cương liệt, ứng người thẳng tắp. Hoàng thượng! Quý Phi trên giường thấy cô giả kiết thật lâu không có động đậy, dằn nén dài phần tính khí, vẫn là mở miệng khẽ gọi. Ừ. Hắn ngoái đầu nhìn lại, khóe miệng đã nâng lên mấy phần ý cười, vết thương trên cánh tay vẫn còn chảy máu, cô giả kiếp xoay người nằm lại trên giường rồng để minh hoàng quý phi tựa đầu vào trước ngực mình lần tới cẩn thận một chút nàng nên biết ý nghĩa của đứa bé này dạ hoàng thượng dân dạ đáp lời nàng ta vòng lấy thắt lưng nam tử đem đầu kề sát mấy phần hoàng thượng người thật để hoàng hậu quỳ như vậy cả đêm sao bàn tay phủ trên lưng nàng ta khựng lại giọng nói cô già kiết chuyển lạnh Chẳng lẽ nàng muốn quỳ thay nàng ta? Từ trong ngữ khí của hắn, Minh Hoàng Quý Phi cảm giác thấy dài phần không vui. Lẽ nào hoàng đế đã nhìn ra manh mối? Nghĩ như vậy, thân thể liền kiềm nén không dám run rẩy cái đầu chôn sâu càng thêm không dám nâng lên nửa phần. Thần thiếp không dám. Một phòng yên ắng trên vách tường long tháp bên cạnh, một bức tranh long phượng minh đồ cực lớn được vẽ bằng tay. Phi Duyệt Lạnh mắt nhìn thẳng, cứng rắn quỳ cả một đêm. Lúc ánh bình minh xé toạt màn sương, liền có thái giám nha hoàng đến hậu hạ cô giả kiết thức dậy, chuẩn bị lâm triều. Minh Hoàng Quý Phi tự mình đem long bào choàng thêm cho hắn, vuốt giặt áo trước ngực nam tử, ngón tay mảnh khảnh không chịu rời đi. Hoàng thượng đã đến giờ rồi. Thái giám bên cạnh nhà giọng nói. Cô giả kiết nhìn ra phía ngoài, lập tức rơi lên trên người phong phi duyệt. Hắn kéo tay Minh Hoàng Quý Phi xuống, sải bước hướng phía trước đi tới, sau lưng đám người chỉ đành phải đuổi theo vết máu loang lỗ, hấp thụ vào trong y phục cùng màu lại càng hiện lên rõ ràng cô giả kiết cũng không dừng bước mà là dược sát qua bên người ném lại một câu nói đứng dậy đi trở về phượng liễm cung truyền ngự y đến xem một chút tạ hoàng thượng phi duyệt vừa mới dứt lời thân ảnh đám người thế nhưng đã sớm đi xa chỉ lưu lại một mình minh hoàng quý phi đứng trước cửa điện phi duyệt giương tay chống đỡ cửa điện bên cạnh nha hoàng quý lúc đầu dội vàng đứng dậy muốn đi tới đỡ thứ không có mắt mũi hoàng hậu nương nương còn cần đến các ngươi đỡ sao minh hoàng quý phi mắng chưa một tiếng làm hai nha hoàng đứng sững ngay tại chỗ phi duyệt tự mình đứng dậy một tay phủi đi bụi đất dính trên đầu gối tầm mắt hạ xuống thấp lờ đảng sượt qua phần bụng nhô lên của nàng ta ai da một tiếng nơi cổ chân mềm nhũng Minh Hoàng Quý Phi chỉ nhìn thấy một đoàn bóng đen hướng về phía mình đập tới, muốn tránh cũng đã không kịp nữa. Phi Duyệt cũng không đem sức lực toàn thân đè lên trên người nàng ta, mà là dùng bãi dai da chạm lấy, ép Minh Hoàng Quý Phi lên dán cửa phía sau. Lần kinh hãi này khiến nàng ta quảng hốt không thôi, hai tay dội vàng đỡ lấy bụng của mình, trên người đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Quỳ quá lâu, chân tê cứng rồi. Phi Duyệt nhìn vẻ mặt sợ hãi của nàng ta, hai mắt dán chặt lên bụng nàng ta. Đứa bé này, hoàng quý phi muội nhất định phải bảo hộ cho tốt. Đã to như vậy nhưng mà rất dễ dàng mất hết. Nàng khẽ xoa đầu gối tê dại, xoay người hướng về phía phượng điểm cung mà đi. Hoàng quý phi bị bỏ lại phía sau thì dài dặt cẩn thận bảo nha hoàng bên cạnh đỡ mình đưa về tẩm điện. Phi duyệt một đường gắn gượng, đi chưa được mấy bước liền chống đỡ không nổi nữa. Một tay cắm vào mặt tường, thân thể vốn đã bị thương, hơn nữa lại nhiễm gió lạnh cả đêm. Bây giờ chẳng qua là dựa vào một hơi mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Bên tai, tiếng chim hót hương hoa thơm đã sớm bắt đầu mơ hồ. Nàng bước đi lão đảo, cả người mềm nhũng ngã nhào về phía trước. Cũng không bao lâu, liền mất đi tri giác, vừa dặn ngã lên trước một cửa điện. Rầm, thân thể thẳng tắp ngã vào trong nội điện. tia ý thức cuối cùng còn sót lại, khiến nàng phản phất như nghe thấy một mùi thuốc rất nồng, rất đậm, tràn ngập thật lâu trước cánh mũi, không xua đi được. Nhìn thân ảnh đột nhiên ngã vào đây, bên trong một tên nam tử giận trường bào nguyệt sắc khẽ xoay người lại, cúi đầu không hỏi một cái. Trong phòng, mùi thuốc kia càng phát ra nồng đậm, ồ ồ xuyên qua giải lụa trắng trừ ra ngoài. Mạch thần lại từ trong chỗ tối đi ra, chậm rãi bước về phía phong phi duyệt. Chị thấy hắn dốc người cao lớn, ôn nhuận như ngọc, tướng mạo càng thêm tuấn nhã phi phàm toàn thân mang theo mùi vị thảo dược cổ thơm ngát thấm vào ruột gan. Gần đó, có bọn thái giám nha hoàng tới tới lui lui, nam tử xoay người đóng cửa điện lại, từ từ ngồi xổm xuống, dương tay dạch mái tóc rơi trên trán nàng ra. Buông tầm mắt nhìn chầm chầm khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Phi Duyệt. Hoàn toàn không tốn chút công phu có được, vừa dặn đem ngươi đi thử thuốc. Cuối người ôm nàng lên, hướng nội điện khói mù lượn lờ đi tới. Đi qua một tòa bình phong khổng lồ, hơi nước mờ mịt, đại đỉnh cực lớn ở giữa đang sôi trào không ngừng. Xung quanh, bốn sợi dây xích sắt lớn bằng cánh tay đem đại đỉnh kia bắt lên giữa không trung. Dách tường âm lạnh ướt ác, vẻ đầy bức quạ người phụ nữ lõa thể, diêm dúa lẳng lơ, đủ kiểu thần thái. mặt thần lại, một cước đá danh cô gái vừa mới thử thuốc xong nằm dưới sàn đất. Trên tay buông lỏng, liền ném phong phi duyệt vào miệng đại đỉnh. Sống hay chết, phải xem giận mày của người. Sư phụ, bên cạnh một cô gái tướng mạo thanh tú tiến lên. Những người này phải làm sao? Mạch thần lại, chuyên tâm quan sát phi duyệt trong đại đỉnh, tùy ý khoát tay. Kéo ra, tìm nơi nào đó chuột. Dạ. Giờ tiếp xúc với nước sôi nóng rát phi duyệt thống khổ rên rỉ một tiếng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại trong miệng thở ra một hơi nóng rực, nàng nhớ thật chặt khuôn mặt nhỏ nhắn. <laughs> Xung quanh miệng đại đỉnh kia, mạch thần lại từ tốn thả chậm bước chân, hắn cầm lấy dược liệu bên cạnh bỏ vào trong nước, trên mặt từ từ giấy lên vui mừng. Quả nhiên là thứ nguyên liệu tốt. Toàn thân giống như là muốn bị xé nứt, có thứ gì đó đang liều mạng muốn chui ra ngoài, mà nội lực trong người lại không thể không đem nó đẩy lui. Phi duyệt thống khổ cực hạn, Mạch thần lại ở sau lưng dương hai tay đặt lên trên da nàng, kề gần bên tai. Từ từ hướng thụ. Tiếng nói thuần hậu, khiến cô gái đang sáo đồng an tĩnh lại mấy phần, hai tay nắm thành quyền, từ từ buông ra xoa nhẹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 Dụ Quân hoang Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Dư Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.